ngon quay bằng sắt mọi người. Sử dụng đây, mọi người biết món này là món gì chứ? Ai làm về lo là sẽ hiểu món này là món gì thôi. Hôm nay mình sẽ sử dụng cái này để làm chế con quay nha mọi người. Đấy, đây là cái cục từ cục sắt ngoài sao đít lo mọi người. Rồi, và những thứ linh kiện như cũ thôi, không khác gì hết, chỉ có khác về cái đồ sắt thôi. Đấy, đồ sắt nha. Là ai làm gì lo là biết cái này hết à. Cái này sẽ đít lo nè. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành khoan cho nó nha. Mọi người khoan xong mọi người nhớ mài lại nha, để nó bén lắm á. Tại vì thép này thép cái lò nó bén lắm. Rồi, nhét vô vậy. Rồi, bây giờ thôi mọi người, giờ mình sẽ đổ keo vô và cho mặt cưa vô và dính lại thôi. Nặng mang nha. Và cái này rất là nặng nha mọi người. Giờ mình đã dán xong rồi mọi người, dán sạch sẽ luôn nha. Không cần phải cho nó đều đâu, miễn nó dính cứng là được. Tại vì mình cần cái lực cho nó chỉ như là ngay tâm thôi, xây cho nó ngay tâm. Và cái chớn nó đi cũng dữ lắm á. Xây nhẹ không mà nó quay vậy rồi, không biết nó cỡ nào. Và mình lưu ý mọi người nè, nãy mình dán nó hơi bị lộn nha. Ui dây mọi người. Mọi người để cho nó khoảng dài dài chút xíu, còn phần đá ngắn lại thôi. Tại mình nãy gắn lộn là chia ra nửa, thì mình sẽ gắn lại như vậy. Đây, chỗ cũ mình gắn, hạ chút xíu, cho phần đá chút xíu thôi. Và cái khoảng này mà bán, mình quấn là mình theo vòng mọi người. Nếu mình quấn nhiều vòng quá thì nó sẽ không bay được. Quấn chừng tầm 10 vòng đổ lại thôi nha. Đấy. Rồi, và cái chai mình để chơi đây là những chai cũ nha. Con quay bằng đít lon sữa, ối đít lon trà sữa là mình sử dụng cái này luôn. Vẫn để vậy là mốt mình xài luôn hai cái. Đấy, và cái này cũng để vô xài bình thường. Rồi, giờ mình sẽ tiến hành đi test cho mọi người coi nha. Xem ngay tâm luôn rồi, cái này là siêu nặng và siêu tâm luôn nha. Cái này nó nhẹ hơn đó. Tao tiếp. Rồi, và sao mà giật lố là tép của tôi của họng. Rồi. Đây, cái mí cũ là nằm ở đây, mình tét cho mất cây luôn. Rồi, và sao cuộc chiến cuối cùng này là xong cái hộp luôn. Để mình giật thử nó có chạy được nữa không. Rồi, mọi người thấy như thế nào? Hãy comment mình biết nha. Và để lại một like, một đăng ký với mình nha. Đây. Con quay bằng sắt. Đây. Là không đỡ lắm rồi nè. Và một chiến trường rất lỗ. Rồi, nếu mọi người thấy hay và thú vị, mọi người đừng một like, một
comment vào nhớ kênh mọi người, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh mình mọi người. Hẹn gặp tất cả mọi người những video sau nha.